Về Bến Tre, sang đơm đớm, đón bình minh tuyệt đẹp trên sông. 20 giờ xuôi theo dòng sông Ba Lai, nhóm chúng tôi được anh Nguyễn Văn Khanh, hướng dẫn viên khu du lịch Sân Chim vàm Hồ Ba Tri, Bến Tre dẫn đi sang đơm đớm. Đêm ấy trăng tròn sáng lung linh trên mặt sông. Nhiều người lo sợ không thấy được đơm đớm. Nhưng theo anh Khanh, loài côn trùng cánh cứng nhỏ này đêm nào cũng có nhưng khó nhất là không biết chúng thường trú ở bụi bần nào thôi Nên cố gắng lần theo dấu vết mà tìm chúng Theo trải nghiệm của tôi, đơm đớm hay đậu ở những cây non và thấp Không có ở những cây già Vào đêm gió to, mưa dầm thì chúng khó xuất hiện Đến ngày 30 cuối tháng thì rất nhiều Anh Khanh nói thêm Ghe nổ máy liên tục Chạy theo những rậm bần dọc theo bờ sông tầm 20 phút thì bỗng nhiên anh lái ghe thốt lên cả nhà tắt hết đèn đi lúc này một màn đêm bao trùm yên tĩnh chỉ nghe tiếng sóng vỗ tất cả mọi người im lặng rồi chiếc ghe nhẹ nhàng tiến tới bụi bần trước mặt những tia sáng lấp lánh của những chú đơm đớm hiện ra nó kìa nó kìa hay quá trời luôn bên đây cũng có nè đó là những câu nói của mọi người khi thấy những ánh sáng lung linh nhỏ nhoi của đơm đớm trong những bụi bần tối ôm. Anh Khanh bắt vài con, mọi người được chiêm ngưỡng tận cảnh rồi thả chúng về với thiên nhiên. Là người duy nhất trong nhóm chụp được ảnh đơm đớm, Lữ Di Tường, 25 tuổi, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh cho hay đây là lần đầu tiên anh đi sang đơm đớm bằng ghe và thấy khó khăn khi phải căng mắt quan sát thật kỹ từ xa thì mới phát hiện được những tán cây có đơm đớm phát sáng. Tôi cảm thấy rất vui và hứng thú khi bắt được những con đơm đớm đầu tiên sau khi di chuyển cả một đoạn đường dài ven sông anh Tường bọc bạch. Tuy nhiên tôi cảm thấy thỏa mãn khi chụp được những bức ảnh tán cây bần với những đơm đớm sáng vàng le lói. Chiếc tàu cứ lên đên nhấp nhô theo nhịp sống giữa màn đêm. Việc canh góc và lấy nét cho những bức ảnh càng khó hơn. Tôi không dám sử dụng đèn pin quá nhiều vì sẽ làm chúng nhát và không phát sáng nữa. Sau nhiều lần cố gắng mới chụp được tấm ảnh vừa bụng, mồ hôi ướt cả áo nhưng trong lòng thì hạnh phúc lắm. Anh Di Tường chia sẻ. Sau khi sang đâm đớm, chúng tôi được thưởng thức những món ăn dân dã dạ ở Bến Tre như canh chua bần với tôm, tép rang dừa, cá kho nồi đất ở trên ghe, cùng với ánh trăng sáng cả một vùng. Cung cảnh nên thơ và mát mẻ ấy đã làm cho mọi người không bao giờ quên với những trải nghiệm đã qua. Sau khi thức dậy ở Homestay, chúng tôi tiếp tục đón bình minh trên sông Ba Lai. Có thể nói buổi sáng ở sân chim vàm hồ thật yên bình và trong lành. Nhắm mắt, hít hà, từng hơi thở của thiên nhiên, chúng tôi cảm nhận được hương vị phù sa phản phất trong từng cơn gió. 5 giờ 25 phút, mặt trời dần ló dạng sau những nàng mây, tung tăng bay lượn trên bầu trời. Đến 6 giờ, mặt trời kêu hãnh vươn lên cao, bung từng tia nắng tuyệt đẹp, sáng cả một vùng trời. Cứ thế mà dòng sông Ba Lai lấp lánh, dòng sông vui gợn từng cơn sóng. Thỉnh thoảng chúng tôi nghe âm thanh vui nhộn từ những chiếc ghe sập sình chở rơm về chợ cho kịp con nước rồng nước lớn. Xa xa chim cò từ sân chim vàm hồ bay đi kiếm ăn thành từng đàn chúng trao luyện đẹp mắt hít một hơi thở dài chị lê nhung ngụ bến tre là thành viên trong nhóm chúng tôi bộc bạch tôi thích bình minh vì tôi thích sự bắt đầu tỏa nắng có thể nói đây là một vị trí ngắm bình minh có một không hai trên dòng sông mê công thế nên để thưởng thức trọn vẹn bình minh ở đây tôi phải dùng hết tất cả giác quan để cảm nhận từng chút một cứ thế sạc đầy năng lượng cho sức khỏe và tâm hồn, chị Nhung chia sẻ thêm. Sân chim vàm hồ nằm bên hữu ngạn sông Ba Lai thuộc địa phận các xã Mỹ Hòa, Tân Mỹ và Tân Sưng huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, có diện tích lên đến 67 hecta Từ trung tâm Bến Tre, có nhiều con đường dẫn đến khu sinh thái sân chim vàm hồ đậm dấu rừng ngập mặn. Trong đó, tuyến đường tiện nhất qua dòng trơm đến Tân Xuân, huyện Ba Tri, lộ trình khoảng 30 số.